Kính chào quý vị và các bạn. Hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản ở trẻ là một tình trạng rất phổ biến hiện nay. Điều đáng lo ngại là bệnh đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Nếu hen suyễn ở trẻ không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể gây ra các tai biến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Để kiểm soát tốt được bệnh, các bậc phụ huynh cần nắm rõ những dấu hiệu hen suyễn ở trẻ như thế nào. Chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay sẽ thông tin về bệnh lý nêu trên. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Vì ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi bắt mạch sức khỏe của bạn. Thưa quý vị và các bạn, hen suyễn là bệnh hô hấp mạn tính thường gặp nhất ở trẻ em. Với trẻ nhỏ và mùa lạnh, rất dễ lên cơn hen. Cộng thêm các yếu tố như điều kiện sinh hoạt, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới đường hô hấp của trẻ. Bé gái hơn 3 tuổi này, nhà chị Lương Thị Huế ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, thời gian gần đây thường ho dai dẳng, tăng về đêm. Cho con đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản. Hôm nay tôi cho cháu đến khám ở đây thì bác sĩ chẩn đoán cháu là kiểu như bị hen phế quản ấy. Thì bác đang cho cái liệu trình để điều trị cái hen phế quản. Khoảng một tuần nay, số bệnh nhi đến khám tại phòng khám nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tăng so với tháng trước. Mỗi ngày tiếp nhận khoảng từ 10 đến 20 bệnh nhi mắc các bệnh viêm đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, đặc biệt là hen suyễn. Hiện tại thì với cái mùa này thì tỷ lệ mà trẻ bệnh các bệnh hô hấp đến phòng khám của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì số lượng gia tăng, thì trong đó thì có bệnh hen phế quản. Thì hen phế quản cũng là một bệnh hô hấp mạn tính mà thường gặp nhất ở trẻ em. Do đó là cái tỷ lệ mà mình gặp cũng khá là nhiều tại phòng khám. Vì nó là một bệnh mà hô hấp thường gặp ở trẻ em. Và thứ hai là với trẻ nhỏ thì các bạn bị bệnh hen phế quản ấy, thì bạn có thể biểu hiện khá là giống các bệnh lý khác của đường hô hấp. Và trẻ em thì lại chưa làm được các xét nghiệm để chẩn đoán, xác định hen phế quản như người lớn. Ví dụ như không thể đo được chức năng hô hấp. Nên là cái việc mà mình chẩn đoán thường bị chậm và dẫn đến ảnh hưởng cái hiệu quả điều trị ở trẻ. Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến bệnh lý này. Tại Hà Nội, có 8,1% trẻ em nội thành và 6,7% trẻ em ngoại thành bị hen suyễn. Còn nếu tính riêng ở lứa tuổi tiểu học thì tỷ lệ trẻ mắc bệnh là 9% ở nội thành và 7% ở ngoại thành. Thế nhưng trên thực tế, việc chẩn đoán hen ở trẻ em thường bị chậm trễ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Điều này tất yếu đã hạn chế hiệu quả của điều trị bệnh. Đa phần các biểu hiện nó cũng tương tự nhau, đều là ho, có thể khò khè và khó thở. Nên là nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi thì đã được chẩn đoán với nhiều mặt bệnh khác nhau, ví dụ như viêm phế quản cấp, viêm tiểu phế quản. Mà ít khi mà chẩn đoán hen phế quản ngay từ đầu, bởi vì trẻ nhỏ cũng chẩn đoán khá là khó. Nên là việc mà chúng tôi chẩn đoán hen phế quản ở trẻ nhỏ thì cũng cần phải theo dõi và phải đánh giá cả đáp ứng. Và nhiều ông bố bà mẹ thì sẽ nghĩ là con tôi không bị hen phế quản mà chỉ là viêm phế quản cấp, hoặc là thậm chí là dân gian được sử dụng theo thuật ngữ quen là viêm phế quản co thắt, nhưng mà thực chất đấy là bệnh lý hen phế quản. Là nhiều khi chúng tôi giải thích là có thể khả năng bị hen và cần phải điều trị để theo dõi đáp ứng, nhưng mà nhiều bậc phụ huynh thì người ta vẫn chưa nghĩ là con người ta bị bệnh hen phế quản. Theo thống kê tại Việt Nam, hiện có hơn 4 triệu người mắc bệnh hen suyễn, chiếm khoảng 5% dân số. Đáng báo động là tình trạng trẻ mắc hen suyễn với tỷ lệ từ 6 đến 8% số trẻ dưới 4 tuổi đang phải điều trị căn bệnh này. Quý vị thân mến, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh hen suyễn tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Vì thế không nên chủ quan mà cần tìm hiểu nguyên nhân trẻ mắc bệnh, việc chẩn đoán và điều trị hen suyễn ở trẻ em như thế nào. Nếu trẻ mắc bệnh, đâu là những triệu chứng bệnh thường gặp? Nên chăm sóc bệnh nhân hen suyễn là trẻ em ra sao? Chuyên mục Bác sĩ của bạn sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên khoa nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng của truyền hình VOV. Xin chào biên tập viên Ngọc Hòa, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VOV. Đầu tiên xin được hỏi bác sĩ là hen suyễn là gì ạ? Hen suyễn thì có lẽ là một cái từ mà phần mà rất là nhiều các ba mẹ nghe đến, và phần lớn là khi mà nghe đến là hen suyễn thì nhiều ba mẹ rất là sợ. Tuy nhiên thì bản chất là hen suyễn thì nó là bệnh, là cái có gọi là bệnh viêm mạn tính của đường thở.
Và các cái biểu hiện của trẻ như là ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Đặc điểm của cái ho do hen ấy thì thường là hay ho về đêm gần sáng này, hoặc là ho tăng sau khi vận động này, sau khi tiếp xúc với dị nguyên, và đặc biệt đó là khi thời tiết thay đổi. Và có rất là nhiều ba mẹ nói rằng là con em bị dị ứng thời tiết, nhưng thực tế thì không phải, mà thời tiết nó là điều kiện thuận lợi để cho cái triệu chứng biểu hiện của con nó rõ hơn. Và bên cạnh đó thì là hen thì hay xảy ra ở những gia đình có tiền sử mắc các bệnh dị ứng, như là trong gia đình có bố mẹ hoặc anh chị em ruột bị viêm kết mạc dị ứng này, viêm mũi dị ứng này, viêm da cơ địa, mề đay, hoặc là hen phế quản. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến bệnh hen suyễn ở trẻ, thưa bác sĩ? Hen suyễn ở trẻ thì có nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên họ sẽ chia ra làm hai nhóm nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân dị ứng và hai là nguyên nhân không dị ứng. Và 80% bệnh nhân hen phế quản là liên quan đến hen dị ứng, tức là liên quan đến các yếu tố dị nguyên ở trong môi trường như là phấn hoa, mặt nhà, lông chó, lông mèo, bụi bặm vân vân. Thế bên cạnh đó thì hen không dị ứng thì có thể liên quan đến các cái tình trạng như là các em bé bị nhiễm các loại virus. Thì những cái hen mà không dị ứng thì rất là hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi, là cái tuổi mà các con rất là dễ bị nhiễm virus do cái hệ miễn dịch của các con chưa được trưởng thành và phát triển. Thì bên cạnh đó thì cái tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là một trong những yếu tố mà rất là dễ khởi phát cơn hen của các em bé. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh hen suyễn như thế nào được không ạ? Cái triệu chứng của hen suyễn ở trẻ thì có rất nhiều các bà mẹ thấy rằng là em bé thì hen vì nó là bệnh mãn tính cho nên các cái triệu chứng nó lặp đi lặp lại, thường là hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Người ta tính ra một cái con số trung bình là trên 3 lần trong vòng 1 năm thì đã là nghi ngờ rồi. Và đặc điểm của cái hen mà cái ho, đặc điểm ho hen của trẻ là ho khò khè, tái tái lại này, rồi ho khò khè hay xảy ra về đêm và gần sáng, rồi ho khò khè tăng sau các hoạt động gắng sức. Ví dụ như ở các em bé thì có thể là chạy nhảy này, hoặc là những em bé mà chưa chạy nhảy, những em bé đó có thì khóc to, cười to, hoặc là sau một cái cơn gào, cơn khóc thì em bé có thể có các triệu chứng ho. Thế rồi đặc điểm nữa là ho hay xảy ra mà khi mà thời tiết thay đổi, khi tiếp xúc với các yếu tố kích thích dị ứng, và hay gặp ở những gia đình có tiền sử mắc các bệnh dị ứng, thì đấy là những cái đặc điểm rất là hay gặp ở các em bé mà bị hen phế quản. Vậy thì bệnh hen suyễn ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của trẻ nếu như không được điều trị kịp thời, thưa bác sĩ? Hen phế quản các cái triệu chứng nó rất là giống với viêm phế quản. Tuy nhiên cái thái độ điều trị của hen phế quản và viêm phế quản là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hen phế quản thì sẽ sau một đợt cấp thì các con cần phải được điều trị dự phòng. Và tùy theo mức độ của em bé thì sẽ có các mức độ điều trị dự phòng khác nhau. Còn với viêm phế quản thì sau đợt cấp là không phải điều trị gì. Thế vậy thì những em bé mà không được chẩn đoán đúng của hen phế quản, không được điều trị đúng, thì dần dần dẫn đến các bạn ấy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt thể chất và tinh thần. Bởi vì là cái quá trình bệnh lặp đi lặp lại thì em bé sẽ phải sử dụng thuốc, em bé sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến cái vấn đề dinh dưỡng và phát triển tinh thần vận động của trẻ. Và đặc biệt cũng vô cùng nguy hiểm, đó là nếu như hen mà không được điều trị đúng thì có thể có những cái cơn hen cấp nguy hiểm và thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng nếu như mà con không được xử lý kịp thời. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị bệnh hen suyễn như thế nào được không ạ? Chẩn đoán hen ở trẻ em thì sẽ khó hơn hay là người lớn rất là nhiều, bởi các con chưa nói được hết, hai nữa là các con cũng chưa có thể thực hiện được các cái phương pháp thăm dò. Thế thì hen, để chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em thì người ta chia ra làm hai nhóm, một nhóm là trẻ dưới 5 tuổi và một nhóm là trẻ trên 5 tuổi. Trẻ dưới 5 tuổi thì hoàn toàn là sẽ hỏi dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là tiền sử bệnh của trẻ và tiền sử gia đình, và cũng có thể có một số các cái xét nghiệm thăm dò về dị ứng. Đó. Và sẽ có những cái công cụ gọi là cái tiêu chuẩn để mà gọi là cái chỉ số tiên đoán hen, để các bác sĩ dựa vào đó để có thể cân nhắc cái vấn đề là chẩn đoán hen cho trẻ. Và thậm chí là điều trị dự phòng thử cũng là một trong những cái phương pháp để chẩn đoán hen cho trẻ dưới 5 tuổi. Còn trẻ trên 5 tuổi thì các em bé hợp tác được, em bé có thể thực hiện được các phương pháp thăm dò chức năng hô hấp. Thì dựa vào lâm sàng các triệu chứng của con này, dựa vào tiền sử gia đình này, tiền sử bản thân, và cộng với cả cái thăm dò chức năng hô hấp nữa thì sẽ giúp chẩn đoán hen một cách chính xác hơn, và đặc biệt là theo dõi hen của trẻ trong cái quá trình điều trị nữa. Điều trị hen thì nó sẽ chia làm hai phần, đó là điều trị cơn hen cấp và điều trị dự phòng hen. Điều trị cơn hen cấp tức là phải sử dụng các cái thuốc giãn phế quản, thuốc giảm viêm để cắt cơn hen và giảm cái tình trạng viêm của đường thở. Thế tuy nhiên là bệnh hen thì nó là một bệnh mãn tính, và thường ví nó giống như là một cái
cái tảng băng ấy, cái phần nổi là các cái triệu chứng hen và cái phần chìm là chính là cái phần viêm của đường thở. Vì thế cho nên là sau khi cái đợt cấp, tức là điều trị cơn hen cấp, thì chúng ta sẽ phải điều trị cái dự phòng, chính là cái điều trị cái phần viêm của cái đường thở đó. Vậy thì cái quá trình điều trị dự phòng thì nó sẽ phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh hen, phụ thuộc vào thăm dò chức năng hô hấp. Và căn cứ vào đó các bác sĩ sẽ phân loại là hen ở mức độ nhẹ, vừa hay nặng, hay bậc hen là bậc 1, bậc 2, bậc 3, hay bậc 4. Thì sau đó thì bác sĩ sẽ quyết định là cái thuốc dự phòng nào để phù hợp với em bé của mình. Đó, thế thì và cái quá trình điều trị hen thì nó phải kéo dài. Bởi vì nó là bệnh mãn tính, thông thường thì cứ 3 tháng các con mà ổn định thì các bác sĩ sẽ giảm dần thuốc và cắt thuốc dần cho con. Quá trình tăng thuốc, giảm thuốc thì phụ thuộc vào cái diễn biến lâm sàng của trẻ, cũng như là phụ thuộc vào cái kết quả thăm dò chức năng hô hấp. Cho nên cái quá trình điều trị hen nó phải rất là kiên trì. Thông thường cái giai đoạn đầu thì các em bé sẽ đến tái khám mỗi tháng một lần, và khi tất cả mọi thứ đã ổn định rồi thì có thể 2-3 tháng sẽ đến kiểm tra một lần. Đấy là một cái lộ trình điều trị hen. Thì bên cạnh đó nữa thì cái việc mà tức là điều trị thuốc nó là một phần trong cái kế hoạch điều trị hen thôi. Và để mà điều trị hen thì nó gọi là phải có, thứ nhất là xác định yếu tố kích thích hen để mà giúp các con tránh tiếp xúc các yếu tố đó. Bởi vì bệnh hen thì 80% nó liên quan đến bệnh dị ứng. Bệnh dị ứng thì là cái việc tránh yếu tố tiếp xúc là first choice trong cái quá trình điều trị. Bước thứ hai mới bắt đầu là dùng thuốc gì cho con. Và bước thứ ba đó là điều trị các cái bệnh phối hợp. Ví dụ như em bé hen thì hay kèm theo viêm mũi dị ứng này, hoặc là có thể cái trào ngược dạ dày thực quản cũng làm cho cái tình trạng hen của con nó khó kiểm soát hơn. Thì phải phối hợp mà cả điều trị các cái bệnh lý đi kèm nữa. Thì nên người ta gọi là cái kế hoạch điều trị hen, chứ không phải là, chứ không có một cái, tức là một cái đơn thuốc đơn thuần chỉ là điều trị mũi hen không. Đó thì thông thường là bởi thế cho nên là điều trị một bệnh hen thì rất là công phu và đòi hỏi cái quá trình thăm khám cũng như là tư vấn cho các ba mẹ hiểu được cách phòng tránh, thế rồi hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc, sử dụng làm sao ba mẹ biết cách sử dụng thuốc đúng, đủ và đều. Mỗi thứ là một cái mắt xích phối hợp với nhau thì mới đạt được một cái hiệu quả điều trị cho em bé. Cuối cùng bác sĩ có những lưu ý như thế nào đối với các bậc phụ huynh để phòng tránh bệnh hen suyễn ở trẻ? Khi mà ba mẹ nói đến hen, rất là nhiều ba mẹ kỳ thị bệnh hen. Và khi nói đến hen thì các ba mẹ rất là sợ. Và đôi khi chính vì thế cho nên là bị nhiều ba mẹ cho nó không, con em chỉ bị ho, khó khè thôi, con em không bị hen. Và chính vì cái thái độ phủ nhận bệnh đó thì vô hình là mình mất đi cái quyền điều trị của trẻ. Thế mà nếu như trẻ mà không được điều trị hen đúng thì sau này cái chức năng phổi của trẻ nó càng ngày nó càng suy đi. Bởi vì mục tiêu của điều trị hen là thứ nhất là phải kiểm soát được bệnh, làm cho trẻ hạn chế hoặc tối thiểu nhất hoặc không bị lên cơn hen. Và thứ hai nữa là phải phục hồi được cái chức năng phổi cho trẻ. Cho nên có rất là nhiều em bé không được điều trị đầy đủ. Đến giai đoạn lớn khi mà đến khám với bác sĩ Hương chẳng hạn thì thăm dò chức năng hô hấp, chức năng hô hấp của các bạn nó rất là kém và gần như là rất là khó để có thể phục hồi. Thì nó giống như là mình hay chia sẻ với các ba mẹ là nó giống như là cái sợi chun ấy, khi mà đã đứt đi rồi thì không có khả năng phục hồi được nữa, nhưng khi mà vẫn còn co giãn được thì mình sẽ cố gắng mình điều trị cho trẻ. Cho nên nếu như phát hiện và điều trị đúng ngay từ lúc mà giai đoạn em bé còn sớm ấy, thì sẽ giúp được phục hồi được cái chức năng phổi cho trẻ. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên là các ba mẹ nếu như thấy em bé nhà mình có các cái triệu chứng nghi ngờ hen thì hãy đến gặp các bác sĩ chuyên về hen và dị ứng, có thể ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội này hoặc ở Bệnh viện Trung ương này, nơi là có các bác sĩ chuyên về hen và dị ứng nhi khoa để giúp chẩn đoán cũng như là điều trị hen cho trẻ. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái quá trình điều trị hen thì nó rất là kiên trì, nó phải đòi hỏi dài hơi, nên là nhiều khi là cả ba mẹ cũng như là các bác sĩ nhiều lúc rất là nản. Nhưng nếu như chúng ta không cố gắng vì em bé cùng với con của mình, nhiều ba mẹ đã gọi là không theo được đến cùng, thì điều đó cũng rất là đáng tiếc. Cho nên là các ba mẹ phải rất là kiên trì trong cái quá trình mà thăm khám và điều trị cho con. Và cuối cùng nữa đó là hãy đi khám, tái khám đều đặn, kể cả lúc mà em bé không có cơn hen, để được chỉnh thuốc và được theo dõi, được cân nhắc quá trình giảm thuốc dần dần để cắt cho em bé. Chứ nhiều ba mẹ là, bác sĩ thấy rằng là có rất là nhiều ba mẹ thấy con mình đỡ rồi vì sợ tác dụng phụ của thuốc, thế là cắt luôn thuốc của con. Điều đó rất là nguy hiểm. Và sau khi em bé bị lại thì còn thậm chí là còn nặng hơn, lại phải một cái lộ trình điều trị từ đầu, vừa mất là thời gian mà lại còn tăng cái tác dụng phụ cho trẻ. Thì đấy là những cái mà bác sĩ rất là mong muốn các ba mẹ hiểu được bệnh để cùng đồng hành với các bác sĩ để giúp cho em bé của chúng ta có một cái lá phổi khỏe. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có những chia sẻ thông tin rất bổ ích từ khán giả xem truyền hình. Thưa quý vị, mùa đông đến là nỗi lo của rất nhiều bậc phụ huynh có trẻ nhỏ, bởi đây là mùa có nguy cơ cao nhất trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Hen suyễn là bệnh hô hấp mạn tính thường gặp nhất ở trẻ. Vậy tại sao trời rét lại ảnh hưởng nhiều đến tình trạng hen và làm thế nào để chăm sóc trẻ bị hen vào mùa rét để kiểm soát kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm cho trẻ? Chuyên mục Khỏe đẹp mỗi ngày hôm nay sẽ gợi ý tới quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng theo dõi.
Kính thưa quý vị và các bạn, hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản là một bệnh lý hô hấp mạn tính thường gặp ở trẻ em. Và bệnh lý này biểu hiện rất đa dạng với đặc trưng là viêm đường thở mạn tính. Bệnh thường biểu hiện bởi nhiều đợt và có thể khởi phát tạo thành những cơn cấp. Vào thời tiết lạnh ẩm này thì là điều kiện thuận lợi để cho cơn hen phế quản khởi phát, làm nặng lên tình trạng bị bệnh. Nếu chúng ta không xử trí kịp thời tại nhà, cơn hen phế quản cấp có thể gây ra khó thở, suy hấp, thậm chí là tử vong. Sau đây thì tôi xin chia sẻ cho các bậc phụ huynh một số điều cần chú ý khi chăm sóc trẻ bị cơn hen phế quản tại nhà. Thứ nhất, việc đầu tiên chúng ta phải phát hiện dấu hiệu nào là dấu hiệu khởi phát cơn hen phế quản. Thường ở trẻ em, các biểu hiện khi trẻ bị cơn hen phế quản tại nhà đó là trẻ có biểu hiện ho, khò khè, khó thở, nặng ngực. Các triệu chứng này thì nặng hoặc là xuất hiện về đêm gần sáng, khiến cho trẻ phải thức giấc. Thứ hai, khi trẻ có các biểu hiện của cơn hen phế quản cấp, việc đầu tiên là chúng ta cần phải trấn tĩnh để trẻ ở nơi thoáng khí và sử dụng ngay các thuốc giãn phế quản, cắt cơn nhanh, có tác dụng nhanh. Thuốc này thì có thể ở đường hít hoặc từ dạng khí dung. Thứ ba là chúng ta cần phải lưu ý các dấu hiệu, đưa trẻ đến các cơ sở y tế để nhập viện. Khi trẻ đã sử dụng các thuốc cắt cơn hen phế quản tại nhà nhưng vẫn có các biểu hiện như là khó thở, như trẻ phải ngồi để thở, trẻ co kéo cơ hấp ở vùng liên sườn hoặc vùng cổ khi thở, cánh mũi phập phồng, hoặc là có dấu hiệu của tím quanh môi, tím đầu chi, là những dấu hiệu của cơn hen phế quản mức độ nặng hoặc nguy kịch mà chúng ta cần phải đưa trẻ đến nhập viện. Việc điều trị bệnh hen phế quản là một bệnh lý mà không thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng lại có thể kiểm soát hoàn toàn vì bệnh. Việc quan trọng với các bậc phụ huynh là chúng ta cần phải đồng hành cùng trẻ để chúng ta hướng dẫn trẻ tuân thủ kế hoạch điều trị theo các y bác sĩ thì chúng ta sẽ đạt hiệu quả tốt và có thể tiên lượng tốt đối với trẻ em. Hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có những cái nhìn đúng đắn và có cách chăm sóc lưu ý với trẻ bị cơn hen phế quản tại nhà. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, song hành với khám và điều trị các bệnh nhân hen, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các gia đình có trẻ nhỏ bị hen là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng với Bộ Môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội đã ra đời câu lạc bộ Hen Nhi Khoa, câu lạc bộ dành cho các gia đình có trẻ mắc bệnh hen. Câu lạc bộ Hen Nhi Khoa là một trong những hoạt động thường quy hướng tới cộng đồng đã được hoạt động 2 năm nay. Chuyên mục Địa chỉ xanh hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn qua phóng sự sau đây. Phòng khám số 1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là phòng khám chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao. Phòng khám nhi khoa đã khám và điều trị cho nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen phế quản. Đặc biệt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn có câu lạc bộ Hen Nhi Khoa là nơi các bác sĩ đồng hành cùng các bậc phụ huynh có con bị hen suyễn, cung cấp những kiến thức cần thiết đúng đắn cho các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc và điều trị trẻ bị hen phế quản. Câu lạc bộ hen thứ nhất là các thầy thuốc ấy, chia sẻ những kinh nghiệm của họ với các thầy thuốc bệnh nhân. Thứ hai là chính các bệnh nhân với nhau cũng chia sẻ với họ là họ đã trải qua những khó khăn, những thuận lợi, và đặc biệt là những cái lỗi mắc phải mà chúng ta học được của nhau. Đấy là các bà mẹ thành lập câu lạc bộ và không phải lúc nào chúng ta gặp bác sĩ, mà những cái kinh nghiệm đó thì giúp chúng ta điều trị con tốt hơn, rồi những câu bộ sinh hoạt chia sẻ những ăn uống lành mạnh, dùng thuốc lành mạnh, và chúng ta định hướng là hen nó đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Nghĩa là đứa trẻ hoàn toàn sống vì bệnh hen, chứ không có những đứa trẻ nào giảm nguy cơ tối thiểu tử vong vì hen cũng như tác dụng phụ của thuốc. Với những kiến thức bổ ích về phát hiện bệnh và điều trị dự phòng, tổ chức khám miễn phí cho các đối tượng trẻ em đã mắc hoặc nghi ngờ mắc hen. 2 năm qua, câu lạc bộ Hen Nhi Khoa đã thu hút sự tham gia của hàng trăm gia đình có con em mắc bệnh. Mỗi gia đình đến đây đều xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, song cùng chung một mong muốn được gặp gỡ, trao đổi thông tin, động viên tinh thần lẫn nhau trong hành trình chăm sóc điều trị bệnh cho các con. Làm thế nào để bệnh nhân vừa tham gia có thể online, có thể offline để chúng ta vẫn duy trì tham gia đó, và những dấu hiệu cần thiết hoặc những cập nhật điều trị mới chúng tôi cũng chia sẻ với bệnh nhân, bởi vì chúng ta biết là bệnh mãn tính các điều trị nó thay đổi dần dần. Và đặc biệt là chúng ta thấy là cái thời điểm đấy để không có triệu chứng đấy, nhưng mà sau đấy chúng ta theo dõi lại ra những tác dụng mà bố mẹ lại không phát hiện ra. Vậy thì sau 2 năm điều trị thì số bệnh nhân chúng tôi quản lý càng ngày càng tăng lên, và chúng tôi mong muốn là bệnh nhân sau kể cả khi hỏi hết bệnh hen rồi, chúng ta vẫn có tiếp tục là những cái gọi là tình nguyện viên, chia sẻ những kinh nghiệm cho những bệnh nhân khác để thấy là chúng ta hoàn toàn sống hòa bình với bệnh hen được.
Từ những buổi giao lưu tại câu lạc bộ này, rất nhiều kinh nghiệm cũng như tâm sự đã được các bậc cha mẹ trải lòng trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh hen của con. Có những gia đình từ chỗ hoang mang lo lắng vì thiếu hiểu biết về bệnh, sau một thời gian tham gia câu lạc bộ đã trở thành nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các gia đình cùng có con em mắc bệnh, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng điều trị cho các con. Thưa quý vị và các bạn, để căn bệnh hen không còn là mối đe dọa tính mạng các em nhỏ, các bậc phụ huynh hãy trở thành các ông bố bà mẹ thông thái, hãy trang bị đầy đủ kiến thức và tuân thủ phác đồ điều trị cho trẻ, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con, mở rộng mạng lưới truyền thông trong các vấn đề liên quan tới sức khỏe trẻ em. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.